Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Nguyễn Trân. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài thuốc cây an xoa điều trị viêm đại tràng có nguy hiểm hay không. Từ lâu, an xoa đã được mọi người biết đến với tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan. Rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh gan đã sử dụng và cho hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, ít người biết được rằng cây an xoa còn được rất nhiều bệnh nhân viêm đại tràng hết lời ca tụng về hiệu quả của cây an xoa trong hỗ trợ điều trị bệnh. Chính vì vậy, trong video ngày hôm nay, Thảo Dược Nguyễn Trần sẽ chia sẻ những bài thuốc cây an xoa điều trị viêm đại tràng có nguy hiểm hay không. Thân mời các bạn cùng tìm hiểu. Khám phá tác dụng của cây an xoa đối với bệnh viêm đại tràng. Trong tự nhiên, tất cả các bộ phận của cây an xoa từ thân, cành, lá và hoa của cây an xoa đều được sử dụng để làm thuốc. Theo y học cổ truyền, cây an xoa có vị ngọt nhẹ, mùi thơm đặc trưng có tác dụng đối với kinh gan. Trong đông y, người ta thường sử dụng cây an xoa để tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan và viêm đại tràng. Đại tràng là bộ phận có chức năng chứa các chất cặn bã trong quá trình tiêu hóa thức ăn từ ruột non xuống đại tràng, đồng thời bộ phận còn có nhiệm vụ thải nước và các chất cặn bã ra ngoài. Đặc biệt, trước khi đưa các chất cặn bã thải ra ngoài, đại tràng sẽ có nhiệm vụ hấp thu một phần nước từ các chất cặn bã đó. Người mắc bệnh viêm đại tràng sẽ luôn có cảm giác đau tức vùng bụng dưới, đau quặng bụng, đi ngoài cổ sở, phân sệt không thành khuôn. Đáng chú ý, bụng lúc nào cũng đầy hơi, chướng bụng và sôi như nấu cơm. Ngày nay, căn bệnh viêm đại tràng và ung thư đại tràng ngày càng phổ biến. Viêm đại tràng nếu không được phát hiện điều trị sớm, bệnh dễ biến chứng nguy hiểm sang ung thư đại tràng. Đáng chú ý, viêm đại tràng là căn bệnh rất nguy hiểm hiện nay, bệnh chuyển biến nặng và chiếm tỷ lệ tử vong cao. Nền y học hiện đại ngày một phát triển, tác dụng của cây an xoa đã được khoa học hiện đại nghiên cứu và công nhận. Các nghiên cứu đã tìm thấy trong cây an xoa có nhiều dược chất có lợi cho sức khỏe như abigenin, tilirosic, stemasterol, flavonoid, alkaloid, lubion, v.v. Trong đó, hoạt chất flavonoid có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào và tái tạo tế bào bị tổn thương. Riêng đối với hoạt chất alkaloid được các nhà khoa học nghiên cứu có vai trò lớn trong việc ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do, giúp kiềm hãm sự phát triển của tế bào viêm, ngăn chặn quá trình hình thành nên ung thư một cách hiệu quả. Còn đối với enzyme và nguyên tố vi lượng được tìm thấy trong cây an xoa có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, đồng thời bảo vệ các tế bào trong cơ thể. Nhờ những thành phần dược chất có lợi trong cây an xoa mà thảo dược được sử dụng rộng rãi trong việc hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng. Gần đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu chứng minh hoạt chất alkaloid và flavonoid trong cây an xoa có tác dụng kháng viêm, bảo vệ thành đại tràng, đồng thời giúp phục hồi các niêm mạc bị tổn thương rất hiệu quả. Nhờ vào đặc tính nhuận tràng, tiêu độc khi sử dụng cây an xoa, thảo dược rất có lợi cho sức khỏe hệ tiêu hóa, từ đó có tác dụng rất tốt đối với bệnh viêm đại tràng. Ngoài ra, thảo dược còn có tác dụng giảm đau, kháng viêm, chống sưng rất tốt. Sử dụng cây an xoa sẽ giúp phục hồi các niêm mạc của thành đại tràng bị tổn thương một cách nhanh chóng, từ đó bảo vệ thành đại tràng, hạn chế tình trạng viêm một cách tối đa. Thật vui mừng, những nghiên cứu này đã mở ra cánh cửa hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân mắc viêm đại tràng và ung thư đại tràng. Có thể thấy, sử dụng cây an xoa giúp hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng là giải pháp cực kỳ an toàn, lành tính, không gây nguy hiểm như nhiều bệnh nhân vẫn suy nghĩ. Đặc biệt, ngoài mang lại hiệu quả tốt cho đại tràng, thì dược chất cây an xoa còn giúp bệnh nhân thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tăng cường chức năng gan rất tốt. Bài thuốc cây an xoa hỗ trợ điều trị viêm đại tràng. Để hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng, người bệnh sử dụng 100g cây an xoa khô sau khi đã mua về thì đem rửa sạch, sau đó sắc cùng 2 lít nước, đun nhỏ lửa trong ấm đất. Đến khi nước sắc còn 1 lít thì bệnh nhân có thể sử dụng được. Bệnh nhân nên sử dụng thuốc sắc trong ngày, không nên để nước sắc qua đêm, kiên trì sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất. Bệnh viêm đại tràng nếu được sử dụng cây an xoa sẽ cực kỳ an toàn cho bệnh nhân. Thuốc hoàn toàn không gây ra tác dụng phụ, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài để điều trị bệnh. Hiện nay, để mua được cây an xoa chuẩn chất lượng, các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0906 852 188 hoặc đến trực tiếp cửa hàng Thảo Dược Nguyễn Trần tại địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trên đây là những kiến thức chia sẻ bài thuốc cây an xoa điều trị viêm đại tràng có nguy hiểm hay không. Hy vọng những kiến thức trên sẽ bổ ích dành cho các bệnh nhân đang mắc viêm đại tràng và ung thư đại tràng. Chúc các bạn sử dụng cây an xoa nhanh chóng khỏi bệnh. Cuối cùng, các bạn có thể đặt câu hỏi để lại thông tin thắc mắc kèm theo số điện thoại
thoại bên dưới video này. Chúng tôi sẽ liên hệ và trả lời trực tiếp cho các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.